chào các bạn. Trong số lần này, App Store VN xin giới thiệu 10 smartphone giảm giá đáng chú ý trong tháng 7, bao gồm là smartphone cao cấp của Samsung, Sony, LG và HTC đều được điều chỉnh giá thấp hơn từ 500.000 đến 4 triệu đồng. Samsung Galaxy Note 3 Neo giảm 3 triệu xuống còn 9 triệu đồng. Note 3 Neo sử dụng màn hình Super AMOLED kích thước 5,5 inch với độ phân giải HD 720 pixel, tương tự như trên Note 2 trước đây. Về phần cứng, máy được trang bị chip xử lý Exynos 5260 với 4 nhân Cortex A7 tốc độ 1,3 GHz và 2 nhân Cortex A15 tốc độ 1,7 GHz cùng đồ họa Mali T624. RAM 2GB, bộ nhớ trong máy đạt 16GB và có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Camera trên Note 3 Neo cũng giảm độ phân giải so với Note 3, còn 8 megapixel, còn camera trước vẫn là 2 megapixel. Máy chạy hệ điều hành Android 4.3 Jelly Bean cùng giao diện TouchWiz của Samsung. Pin của Note 3 Neo đạt dung lượng 3100mAh. Samsung Galaxy S4 giảm 1,2 triệu xuống còn 10,8 triệu đồng. Galaxy S4 sử dụng màn hình Super AMOLED kích thước 5 inch, độ phân giải Full HD. Phiên bản bán ra tại Việt Nam được trang bị chip xử lý Exynos 8x Octa, bao gồm 2 CPU Cortex A15 4x tốc độ 1,6 GHz và Cortex A7 tốc độ 1,2 GHz, RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Camera có độ phân giải 13 megapixel cho chất lượng hình ảnh đẹp trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Samsung Galaxy S4 chạy hệ điều hành Android 4.2.2 cùng giao diện TouchWiz của Samsung. Hãng cũng đã trang bị và cải tiến thêm nhiều tính năng thông minh cho S4 như Smart Stay, Smart Scroll hay Air View cho phép ra lệnh không cần chạm vào màn hình. HTC One M8 giảm 600.000 xuống còn 16,2 triệu đồng. HTC One mới có thiết kế được cải tiến so với thế hệ trước khi sử dụng vỏ kim loại nguyên khối, bao hết cả viền máy, cho cảm giác cầm chắc chắn và cứng cáp hơn hẳn. Ngoài ra, màn hình cũng được mở rộng thành 5 inch so với 4,7 inch của đời trước. Máy dùng chip xử lý lõi tứ Snapdragon 801 tốc độ 2,3 GHz, tương tự như các đối thủ Galaxy S5 hay Xperia Z2. RAM dung lượng 2GB với tùy chọn bộ nhớ trong 16GB hoặc 32GB. Điểm đáng chú ý trên HTC One 2014 là hệ thống camera kép phía sau giúp tạo chiều sâu cho bức ảnh. Cảm biến Ultra Pixel của HTC có kích thước 1/3 inch với độ lớn điểm ảnh lên tới 2 micron. Ống kính hỗ trợ khẩu độ F/2.0 nhưng đã được loại bỏ công nghệ chống rung quang học OIS, thay vào đó là công nghệ ổn định bằng kỹ thuật số. Ngoài ra, còn có camera trước độ phân giải lên đến 5 megapixel. HTC Desire 816 giảm 500.000 xuống còn 8 triệu đồng. HTC Desire 816 được xếp vào dòng phablet tầm trung khi sở hữu màn hình kích thước 5,5 inch với thiết kế thừa hưởng nhiều từ model HTC One cao cấp nhất của HTC hiện nay. Màn hình của Desire 816 có độ phân giải HD 720 pixel. Máy được trang bị chip xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon 400 tốc độ 1,6 GHz, đồ họa Adreno 305, RAM 1,5 GB và bộ nhớ trong 8 GB có khả năng mở rộng bằng thẻ nhớ. HTC trang bị cho phablet tầm trung của mình camera chính độ phân giải 13 megapixel, còn camera phụ là 5 megapixel. Desire 816 chạy Android Jelly Bean cùng giao diện Sen 5.5 mới nhất của hãng. Sản phẩm được trang bị pin dung lượng 2600mAh cùng đầy đủ các kết nối từ 4G LTE đến Wi-Fi Direct. HTC Desire 610 giảm 1 triệu xuống còn 5,9 triệu đồng. Với màn hình kích thước 4,7 inch, Desire 610 được trang bị chip lõi tứ Snapdragon 400 nhưng tốc độ chỉ 1,2 GHz, RAM 1GB và bộ nhớ trong 8GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Camera chính của máy có độ phân giải 8 megapixel, còn camera phụ là 1,3 megapixel. Sản phẩm chạy hệ điều hành Android Jelly Bean cùng giao diện Sen độc quyền của HTC. HTC One M7 phiên bản 32GB giảm 500.000 xuống còn 11,5 triệu đồng. Màn hình của máy có kích thước 4,7 inch, độ phân giải Full HD. Máy được trang bị chip xử lý Snapdragon 600, tốc độ 1,7 GHz, RAM 2GB và bộ nhớ trong 32GB. Camera sử dụng công nghệ Ultra Pixel với độ phân giải 4 megapixel có khả năng thu sáng gấp 3 lần so với các cảm biến khác. Chức năng RAW Photo cho khả năng chụp hình với âm thanh. Máy chạy hệ điều hành Android 4.2 cùng giao diện Sen 5 mới thân thiện hơn.
LG G2 với giảm giá trên cả hai phiên bản 16GB và 32GB, trong đó G2 16GB từ 11 triệu xuống còn 9,5 triệu đồng, còn phiên bản 32GB từ 14,5 triệu xuống còn 10,5 triệu đồng. Sản phẩm của LG là một trong những smartphone có viền màn hình mỏng nhất hiện nay khi chỉ dài 2,5mm. Điểm đặc biệt của G2 là hệ thống nút bấm cứng, gồm nút tắt mở màn hình và tăng giảm âm lượng được bố trí ở phía sau máy, phía dưới camera, còn viền máy không có bất cứ nút bấm nào. G2 sử dụng màn hình IPS, kích thước 5,5 inch, độ phân giải Full HD. Máy được trang bị chip xử lý Snapdragon 800, tốc độ 2,3 GHz, RAM 2GB và bộ nhớ trong 32GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. G2 chạy Android 4.2.2 cùng giao diện Optimus UI được cải tiến. LG G Flex giảm 1 triệu xuống còn 13 triệu đồng. G Flex là smartphone với màn hình cong theo chiều dọc đầu tiên trên thế giới do LG sản xuất. Điểm độc đáo trên G Flex là màn hình OLED kích thước 6 inch với độ phân giải HD có khả năng uốn cong và hạn chế vỡ do va chạm. Về phần cứng, G Flex có cấu hình tương tự G2 với chip xử lý Snapdragon 800, tốc độ 2,26 GHz, RAM 2GB và bộ nhớ trong 32GB. Pin của máy có dung lượng lên đến 3.500 mAh. Máy chạy hệ điều hành Android 4.2, camera chính của G Flex có độ phân giải 13 megapixel, còn camera phụ là 2,1 megapixel. LG G Pro 2 giảm 2,5 triệu xuống còn 11,5 triệu đồng. LG đã nâng kích thước màn hình của G Pro 2 lên đến 5,9 inch, sử dụng công nghệ IPS với độ phân giải Full HD 1080px. Sản phẩm còn thừa hưởng thiết kế từ LG G2 với cụm phím bấm sau lưng, tuy nhiên nắp lưng có thể tháo rời để thay pin. Máy đi kèm pin dung lượng lên đến 3.200 mAh. G Pro 2 được trang bị chip 4 nhân Snapdragon 800, tốc độ 2,26 GHz, đi kèm RAM 3GB. Bộ nhớ trong có tùy chọn 16 hoặc 32GB với khe cắm thẻ nhớ. Các kết nối khá thừa thãi với LTE-A, Wi-Fi chuẩn AC, NFC, Bluetooth 4.0, cổng SlimPort và Micro USB. Camera ở mặt lưng với độ phân giải 13 megapixel được tích hợp công nghệ chống rung quang học, cho phép quay video với chất lượng 4K UHD và Full HD 1080px 120 hình mỗi giây. Camera trước có độ phân giải 2.1 megapixel. Máy còn gây chú ý về phần mềm khi được cài đặt sẵn Android 4.4 KitKat với giao diện Emotional UX. Sony Xperia Z1 giảm 500.000 xuống còn 13 triệu đồng. Xperia Z1 sử dụng màn hình kích thước 5 inch, độ phân giải Full HD. Máy được trang bị chip xử lý Snapdragon 800 với 4 nhân quad, tốc độ 2,2 GHz, RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Z1 chạy hệ điều hành Android 4.2.2 và có pin lên đến 3.000 mAh. Điểm nhấn trên smartphone của Sony là hệ thống camera khi dùng cảm biến XMORS kích thước lớn lên đến 1/2,3 inch, độ phân giải 20,7 megapixel cùng chip xử lý hình ảnh riêng biệt Bion Mobile. Sony mang công nghệ ống kính cao cấp G-Lens của mình vào cho Z1. Ống kính này có tiêu cự 27mm với độ mở f/2.0 và được tích hợp tính năng Clear Image Zoom 3x. Ở bên ngoài hộp của máy thì là khá là vuông vắn và có màu vàng ánh kim, tưởng chừng như vỏ hộp được làm bằng kim loại. Ở bên trên vỏ hộp thì có in logo LG G3 và